Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món chay vô cùng hấp dẫn luôn, đó chính là lát bò chay bắp thấu. Món này thì quý cô bác có thể áp dụng để đãi những bữa tiệc chay nho nhỏ của gia đình mình. Lát bò chay thì dai dai, mềm mềm, ăn cùng với chuối xanh, thêm một vài lát khế, mùi thơm của hành phi và mùi béo từ đậu phộng rang. Đảm bảo là quý cô bác thưởng thức rồi sẽ thích món bắp thấu này ngay. Đặc biệt là cách làm siêu đơn giản, nguyên liệu rất là dễ tìm và dễ mua. Quý cô bác đang theo dõi video, nếu thấy thích món lát bò chay bắp thấu mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Giờ em sẽ đi ra vườn hái một ít chuối xanh và khế chua. Đây là khóm em trồng nó lên rồi nè quý cô bác, ít bữa nữa sẽ có trái ăn cho mà coi. Chuối thì em sẽ đi hái chuối ngự nha. Chuối này được gọi là chuối ngự nè, chỉ để ăn sống thôi, chứ nó chín rồi ăn nó không có ngon. Chuối này nó không có chát lắm, nhưng mà bên trong nó có màu hồng hồng rất là đẹp. Giờ em sẽ hái 3 quả chuối nha. Hái chuối xong rồi bắt đầu đi hái khế thôi. Khế để làm cho món này thì sử dụng khế chua sẽ ngon hơn. Quý cô bác dùng trái sống chứ đừng có dùng trái chín nha. Trái chín này là em hái vào để chấm muối ăn đấy. Sử dụng trái còn sống thì nó có độ giòn nhiều và độ chua nhiều. Trái như thế này dùng là ngon nè. Khế càng chua thì món bắp thấu sẽ càng ngon. Đã có khế và chuối rồi, bây giờ đi hái thêm một ít rau nữa. Cứ nhìn mấy trái khế chín này là thèm ghê luôn vậy đó. Rau để trộn thì em sẽ dùng rau húng lủi nha. Quý cô bác có thể sử dụng rau thơm hoặc là rau răm cũng được. Ở quê là vậy đó quý cô bác, cứ thích trồng linh tinh xung quanh nhà để mỗi khi mà không có đi chợ được thì cũng có cái để mà ăn. Và đây là thành phẩm sau một lúc hái của em nè. Ở đây em có 4 quả khế. Ngon chưa? Tiếp theo nữa là 3 quả chuối. Một ít rau. Đã xong rồi đó, bây giờ thì vào bếp cùng thực hiện thôi. Đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Ở đây em có 40g lát bò khô. Và em đã ngâm cho nó nở mềm và dẻo như thế này rồi nè. Quý cô bác nhớ là ngâm ở nước lạnh thì nó sẽ mềm dẻo, chứ không giống như ngâm nước nóng thì nó sẽ mềm nhũn, nó bị bong bong ra, nhìn miếng lát nó không có được mượt. Tiếp theo là 2 quả khế chua, 1/4 củ hành tây và 3 quả chuối xanh. Em đã gọt vỏ nhưng mà chừa lại một ít vỏ xanh như thế này để có độ chát. Một ít rau húng lủi. Để món bắp thấu ngon thì không thể nào thiếu đó là hành tím. Để chút xíu em sẽ phi vàng nha. Và 2 muỗng canh đậu phộng rang. Ăn cùng thì em sẽ sử dụng đó là bánh phồng chay. Và không thể nào thiếu đó chính là nước ép khóm. Và đây là 50ml nước ép khóm. Tiếp theo là 50ml giấm chua. Giấm này ở nhà em nuôi cho nên nó cũng không có độ chua lắm. Gia vị nêm gồm có 1,5 muỗng canh đường và 1 muỗng cà phê hạt nêm chay. Không thể nào thiếu đó chính là nước tương. Và một ít dầu hào chay, thêm một ít dầu ăn để chiên nữa. Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, bây giờ thì cùng làm thôi. Giờ thì chuối xanh em sẽ cắt lát mỏng. Quý cô bác thích cắt như thế nào cũng được, có thể cắt sợi dài đều được hết trơn nha. Chuối ngự này nè, bên trong quý cô bác thấy không, nó có màu hồng rất là đẹp. Và thường ăn thì nó có bùi bùi chứ nó không có vị chát nhiều. Cái phần vỏ xanh chừa lại như thế này nè, nhưng mà nó cũng không có chát lắm đâu. Giờ thì cho khoảng 1 muỗng canh đường vào trong tô. Tiếp theo là cho 50ml giấm chua vào, khuấy đều. Và cho cái phần chuối đã cắt lát mỏng vào đây ngâm. Quý cô bác ngâm để chuối thấm giấm đường nó sẽ ngon. Thứ hai nữa là chuối chúng ta nó sẽ không có bị rang. Ngâm như thế này, chút xíu nữa chúng ta vớt ra và bắp thấu luôn chứ không có cần trộn thêm phần sốt nữa. Giờ thì để chuối qua một bên, tiếp theo là chuẩn bị một cái chén, cho vào đây vài viên đá bi để làm lạnh cái phần nước này. Tiếp theo nữa là em sẽ cắt hành tây thật là mỏng, sau đó thì cho vào đây ngâm nước đá nha. Hành tây này quý cô bác cắt càng mỏng thì càng tốt. Ngâm nước đá thì sẽ giúp cho hành tây bớt đi vị hăng và giúp cho hành tây giòn hơn. Ngâm nước đá khoảng 5 phút thì quý cô bác vớt ra và để vào ngâm giấm đường chung với chuối xanh luôn nha. Tiếp theo là chuẩn bị một chảo dầu, đợi khi nào dầu nóng thì bắt đầu cho bánh phồng vào và chiên thôi.
Chiên bánh phồng xong thì đi phi thơm hành tím. Hành tím đã vàng thì vớt ra một ít, còn lại một ít thì sẽ đi xào lát bò chay. Nếu dầu nhiều thì quý cô bác có thể chút bỏ bớt cái phần dầu này nha. Đây là phần hành tím còn lại, bây giờ em sẽ cho lát bò chay vào, đảo đều. Tiếp theo là nêm gia vị gồm nước tương, đường, hạt nêm chay và một ít dầu hào chay. Đảo đều cho lát bò chay thấm gia vị. Xào lát bò chay mà dùng nước tương thì lát bò sẽ thơm hơn. Tùy theo khẩu vị của quý cô bác mà mình nêm nếm gia vị cho vừa ăn nha. Khi thấy lát bò chay đã thấm đều gia vị rồi thì cho phần nước ép khóm vào. Bây giờ thì đun sôi và nấu đến khi nào phần nước ép khóm này cạn lại là được. Nước ép khóm sẽ giúp cho miếng lát bò chay thơm hơn, mềm hơn và khi hoàn thành thì ăn miếng lát bò chay nó có vị chua nhẹ. Quý cô bác đảo đều đến khi nào mà thấy lát bò chay khô hẳn như thế này nè. Như vậy là chúng ta có thể tắt bếp và để nguội được rồi nè. Khi lát bò chay nguội hẳn thì chúng ta mới mang đi bóp thấu nha. Sau 15 phút ngâm thì bây giờ em sẽ chút bỏ cái phần nước giấm đường này nha. Trộn đều hành tây và chuối xanh, sau đó thì cho lát bò chay vào. Rau húng lủi thì quý cô bác chừa lại hai nhánh để chúng ta trang trí, còn bao nhiêu thì cắt hết vào đây luôn nha. Giờ thì trộn lên cho thật đều. Quý cô bác có thể mang bao tay vào và chúng ta trộn để cho nó đều hơn. Với món ăn này gọi là bóp thấu là tại vì khi chúng ta trộn cần phải bóp như thế này nè, cho những cái gia vị nó thẩm thấu vào nhau, khi ăn thì nó hòa quyện. Cái mùi thơm nhẹ của hành sẽ giúp cho món ăn rất là ngon. Sau khi đã trộn đều các nguyên liệu thì cho ra đĩa. Quý cô bác rắc lên trên một ít hành phi và đậu phộng rang nữa là xong rồi. Đã nêm đầy đủ gia vị cho nên món ăn này không cần chấm nha. Còn nếu quý cô bác thích chấm thì mình có thể chấm cùng với nước tương thêm vài lát ớt. Khi ăn thì quý cô bác lấy một miếng bánh phồng, cho lên trên một miếng chuối, một miếng khế, thêm một miếng lát bò chay, đậu phộng rang thêm hành phi nữa. Các nguyên liệu chua thanh ngọt nhẹ hòa quyện lại với nhau, thêm đậu giòn từ bánh phồng nữa. Quả là ngon luôn quý cô bác ơi. Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em đã hết rồi. Cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác xem video nếu thấy hay xin hãy nhấn đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Quý cô bác hãy nhấn like video để ủng hộ em nha. Xin cảm ơn.